Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thần thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tính tổng dãy số các đều. Dãy số như thế nào được gọi là các đều? Thì bước đầu tiên bài A, mình sẽ giải bài A, được chưa? Và nêu những cái kiến thức cần nhớ để các bạn giải được bài A sau bài đó. Sau đó các bạn giải bài B giúp mình. Thì A là dãy số được gọi là các đều. Các đều là sao? Các bạn thấy nè, số 1 xong rồi tới số 2, số 2 xong rồi tới số 3. Khi 1 lên 2 tăng thêm 1, 2 lên 3 tăng 1. Rồi, tương tự ở đây mình sẽ biết được là 2013. Từ 2013 lên 2014 các bạn đã tăng thêm 1. Được chưa ạ? Vậy nói nôm na, đây gọi là dãy số các đều. Khi để làm được cái tổng này, bạn thứ nhất các bạn phải nhớ những kiến thức sau đây. Thứ nhất đó là khoảng cách. Khoảng cách nha các bạn. Một kiến thức về khoảng cách. Khoảng cách là gì? Khoảng cách ý nói là gì ạ? Giữa hai cái số hạng nè, 1 với 2 hay là 2 với 3, nó cách nhau bao nhiêu? Thì rất đơn giản, các bạn lấy số hạng số sau trừ số trước. Số sau trừ số trước, 2 trừ 1 bằng 1. Vậy khoảng cách của mình chính là 1. Ok chưa? Ok chưa? Thứ hai đó là các bạn phải xác định đâu là số hạng đầu. Mình viết tắt nha bạn, đây là số hạng đầu. Muốn biết số hạng đầu thì bạn nhìn vào đây, đây là số 1, được chưa? Thứ ba đó là các bạn phải xác định đâu là số hạng cuối. Số hạng cuối, số hạng cuối là sao? Đây, nằm cuối cái dãy số này, ở 2014. Thì tùy bài nha các bạn. Bài này dễ là ở chỗ là nó sắp xếp sẵn cho mình rồi, nên mình sẽ xác định đâu là số hạng đầu và đâu là số hạng cuối. Còn nếu trường hợp cái dãy số đó mà nó không sắp xếp thì các bạn phải sắp xếp lại để xác định đâu là số hạng đầu và đâu là số hạng cuối. Ok chưa? Rồi, tiếp theo số 4. Số 4 này, số 4 và số 5 là hai cái khó nhất. Khó là chỗ là các bạn phải học cột công thức. Đó, số 4. Rồi, số lượng số hạng. Số lượng số hạng. Muốn tìm số lượng số hạng, ta lấy nè, số hạng cuối trừ số hạng đầu chia cho khoảng cách rồi cộng thêm 1. Được chưa? Muốn tìm số lượng số hạng, ta lấy số hạng cuối trừ số hạng đầu chia cho khoảng cách cộng 1. Rồi, bắt đầu. Mình bằng số hạng cuối bao nhiêu ạ? 2014 trừ ghi số hạng đầu. Trừ ghi số hạng đầu là bao nhiêu ạ? 1. Tất cả chia cho khoảng cách là bao nhiêu ạ? 1. Được chưa? Và cộng cho 1. 2014 trừ cho 1 ra 2013. Chia cho 1 nữa là 2013. Cộng cho 1 vậy là ra 2014 bằng 2014. Ok chưa? Rồi, tiếp theo đó là công thức cuối cùng, đó là công thức số 5 liên quan về tổng dãy số các đều. Muốn tìm tổng, ta lấy số hạng đầu cộng số hạng cuối tất cả nhân cho số lượng số hạng rồi tất cả chia cho 2. Ok chưa? Mình nhẩm lại 3 lần đi rồi để mình áp dụng. Muốn tìm tổng bằng số hạng đầu cộng số hạng cuối tất cả nhân cho số lượng số hạng rồi chia cho 2. Rồi bắt đầu mình áp dụng. Số hạng đầu của mình bao nhiêu ạ? Bằng 1 này. Cộng số hạng cuối của mình bao nhiêu ạ? 2014 nè. Tất cả nhân cho số lượng nè, số lượng số hạng bao nhiêu ạ? 2014 rồi tất cả chia 2. Rồi các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai nha các bạn. Rồi, tương tự bài B các bạn giải giúp mình và comment kết quả tổng của dãy số các đều này là bao nhiêu nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.